quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm soát chặt chẽ tín dụng liên quan đến các khoản vay kinh doanh bất động sản, chứng khoán, tín dụng vào BOT và ra soát tín dụng đầu tư vào trái phiếu. Theo Ngân hàng Nhà nước, qua công tác theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của năm 2020, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy một số tổ chức tín dụng có các dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro như nợ xấu nội bản có xu hướng tăng. Ngoài ra, cũng trong năm 2020, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản cao. Năm 2020, nợ xấu cấp tín dụng đối với khách hàng lớn tăng so với cuối năm 2019. Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng tăng đáng kể, dẫn đến việc chưa phản ánh thực chất kết quả kinh doanh. Một số tổ chức tín dụng chưa quyết liệt trong công tác thu hồi tối đa nợ xấu. Nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đưa ra theo dõi ngoại bản. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tổng tín dụng trong quý 1 năm 2021 tăng 2,9% so với cuối năm 2020, cao hơn mức tăng 1,3% trong quý 1 năm 2020 và sắp xỉ mức tăng 3,1% trong quý 1 năm 2019. Cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, trong quý 1 năm 2021, tín dụng chảy vào lĩnh vực này tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 3% so với cuối năm 2020. Tính tổng chung, tín dụng vào lĩnh vực bất động sản chiếm 19,6% tổng dư nợ của nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước đặc biệt yêu cầu các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng nhóm khách hàng lớn, các dự án bất động sản có quy mô lớn, cấp tín dụng để đầu tư kinh doanh bất động sản. Thận trọng cấp tín dụng đối với các khoản tín dụng bất động sản tại các địa bàn đang sốt đất, các dự án tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.